Rồi hai các bạn, bây giờ cái vấn đề mà chị hóc môn á là rất nhiều bạn quan tâm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào là 16 phút tăng 3 cm môn với 16 bài chị hóc môn, tập tới 16 bài luôn á. Các bạn khởi động kỹ và sẵn sàng tinh thần để tập liên tục trong 16 phút nha. Rồi bài đầu tiên tôi chỉ chỉ bài đầu tiên thôi. Rồi, máy bệnh nhé, là vô sau nâng mông trên sàn, nâng cao lên, mở rộng gối, nâng hết lên, gồng khóa xiết lại, gồng xiết cơ mông lại. Rồi tới 16 bài lận, các bạn cứ từ từ mà tập nha. Nhưng mà cố gắng tập theo kịp nha. Rồi nằm xuống chuẩn bị tập em. Bài 1, nâng mông trên sàn, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Nâng cao lên, khóa xiết lại, nâng cao lên, mở. Khi em xuống em khép cái gối lại, khi em xuống em khép gối lại, lúc xuống khép gối lại, nâng cao lên, bỏ mông ra, khóa xiết lại, giữ ở trên cao một chút. Các bạn tập các bạn phải giữ trên cao một chút nha, giữ giữ chút. Từ từ xuống, xuống không có mông không có chạm sàn nha, mông không chạm sàn, gồng cái cơ mông để chịu lực. Nâng cao lên, bỏ khóa xiết lại, đúng rồi, nâng cao lên, bỏ khóa xiết lại. 15 giây với cái bài tập này, tiếp tục tập trung nha, cố gắng là nâng cao lên, khóa xiết lại, nâng cao lên, khóa xiết lại. Gần rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ kẹp cái thả đơn, rồi chống tay mắt nhìn về hướng bên kia, kẹp cái thả đơn này vô đùi, rồi nâng ngang mông, chuẩn bị nâng ngang mông bên trái, bên trái, 2, 1, vô. Cao lên, khóa lại, nâng ngang, cao lên, khóa lại. Đúng rồi, hít thở đều. Các bạn sẽ thở ở trên, hít từ từ xuống ở dưới. Rồi lưu ý, khi các bạn nâng ngang lên, các bạn phải giữ cái chân làm sao cho nó song song với sàn nhà và giữ lại xíu. Em đừng có đánh cái mũi chân về cái hướng này quá em. Đánh mở nó ở đây nè, cái mũi chân chạm đây nè. Chạm, chạm bàn chân, chạm đây nè, chạm, chạm nè. Chạm, đúng rồi. Tiếp 15 giây nữa. Chạm. Tiếp 15 giây nữa. Chị hóc môn rất là tốt. Chạm. Tiếp. Chạm. Tiếp tục. Tiếp tục. Chạm. Tiếp tục. Cố gắng lên. Đổi tên rồi. Mắt nhìn về hướng này. Quay đầu đi. Quay đầu lại. Mắt bên trên đầu. Đầu về hướng này. Đầu về hướng này. Rồi. Nhanh nhanh nhanh. Còn 6 giây. Còn 6 giây. Kẹp thải vô, còn 3 giây, 2, 1, rồi, ưỡn ngực, nhìn thẳng về phía trước, nâng lên, chạm, xuống, chạm, xuống, cái khuỷu tay này, cái đầu gối này, đúng rồi, cái chân cố định em, đừng có lắc lư cái chân nhiều quá, cảm nhận điều khiển bằng cái phần cơ mông ở quanh đây thôi, tiếp tục, lên, lên, tiếp tục. À, đừng có bẻ cái mũi chân lên cao quá, gồng nâng cái bắp đùi lên thôi. Đúng rồi, còn 15 giây, bình tĩnh, tiếp tục điều khiển. Đó, tập liên tục gì đến chị không không rất là tốt. Nâng lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên. Rồi, tiếp tục, còn 15 giây, 10 giây, 5. Lên, cả nữa. Lên, cả nữa, ngân. Rồi, tiếp theo, bài tiếp theo, ngồi duỗi co, tập bụng. Đây, ngồi duỗi co tập bụng, rồi để hạ qua một bên đi, chúng ta tập bụng một chút, trong mông thở một chút vô. Rồi chậm thôi nha. Với cái bài tập này các bạn lưu ý rằng là khi các bạn kéo vô thì đầu gối của các bạn ráng các bạn chạm ngực, khi duỗi ra thì duỗi cái mũi chân ra về phía trước, đừng có để nó chân nó gớp xuống dưới sàn nhà nha. Bắt đầu kéo vô đầu gối chậm ngực, duỗi ra, hít thở đều nha. Khi duỗi ra thở, kéo vô, hít, đúng rồi, hít thở đều như vậy. Tiếp tục thở ra, chính xác, tiếp tục số, tiếp tục số, tiếp tục ngừng. Rồi, bài tiếp theo đó là len đá thẳng chân mông bên trái. Em vào tư thế len xuống, đi đúng không? Rồi, đá thẳng chân lên, vuông góc ha. Rồi, bên trái trước đi, bên này trước cũng được. Này chỉ đổi bên thôi. Được vậy, bò, 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 và len xuống.
đem khuỷu tay xuống, đem khuỷu tay xuống, rồi đá thẳng chân lên, đẩy bằng gót chân lên, đẩy gót lên, đúng rồi, bẻ cái mũi chân vô, bẻ mũi chân vô, dùng cái gót di chuyển thôi, tiếp tục, đúng rồi, đúng rồi, rồi thả thẳng lên, xuống, bẻ mũi chân vô, không, 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 anh không kêu kêu mũi, rồi xuống, giữ mũi chân nè, em bẻ mũi chân, giữ cố định nè, rồi đi di chuyển bằng gót, đưa lên thôi, đó, dùng mông điều khiển đi, đúng rồi, tiếp tục, rồi, tiếp tục, đó, dùng cơ mông chỗ này điều khiển lên xuống nha, trị thoát mông rất là tốt, lên, thở ra, xuống, hít vào, tiếp tục nè các bạn. Rồi, ngâm rồi, chuẩn bị đổi bên, rồi. Rồi, chuẩn bị đổi bên. Bình tĩnh, hít thở đi, hít thở, đổi bên nha. Tập 45 giây, mỗi bên, cố gắng lên các bạn. 3, 2, 1, vào, rồi, hạng chân. Để thẳng lên, đá thẳng lên. Đúng rồi, tiếp tục. Đá thẳng lên, tiếp tục. Đá thẳng lên, đó, cho thẳng người, giữ người thẳng, đừng nghiêng qua bên phải em. Giữ nghiêng qua bên trái nhiều hơn một chút đi, nghiêng qua bên trái nhiều hơn một chút, đó, dùng cơ mông điều khiển, nghiêng qua bên trái, đúng rồi, như vậy đó, dùng cơ mông điều khiển, nghiêng qua bên trái, tiếp tục, bình tĩnh, các bạn mới tập được khoảng tầm 6 phút thôi, bạn cần phải cố gắng rất nhiều nha, còn 15 giây, xuống hít vào, lên thở ra, xuống hít vào, lên thở ra, 5 2 1 ngâm rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ ngồi gập bụng, khuỷu tay chạm gối trái và phải, ngồi xuống, ngồi gập bụng như thế này luân phiên 20 giây mỗi bên, chuẩn bị nằm xuống đi và chuẩn bị vào 20 giây bên trái, gập bụng, khuỷu tay chạm gối, chính xác rồi, cứ gập như vậy nha, cái này anh kêu đổi thì đổi, hít thở đều, tiếp tục như vậy. Rồi, đổ bên đi em, đổ bên, đổ bên, chạm sau vào, chạm sau vào đầu gối, chạm sau vào. Cố gắng theo nha. Gần. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào nâng mông một chân bên trái. Ok, nâng thẳng lên, giơ một chân đưa về phía trước nha. 3 2 1 nâng lên, đẩy để thẳng lên. Đó, đúng rồi, đạp thẳng lên, đạp thẳng cao lên nữa em, ghi tay xuống, ghi sau tay xuống. Ừ, đúng, chính xác. Tốt. Bình tĩnh nha, xuống, lên, hít thở, chắc chắn từng cái một, cái góc độ, cái lòng bàn chân của các bạn á, đặt thẳng, đưa lên trước như vậy, đó, nó rất là tốt. Gồng, 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 bình tĩnh em, gồng từng cái một, đưa lên hết cao, khóa lại, khi lên đủ cao, gồng siết cái phần mông này, siết vô và để trụ, cho nó vô cái phần cơ mông. Tiếp tục. Tiếp, tiếp. 5 giây nữa, gồng siết mông lên cao, khóa chân lại. Đổi bên. Rồi, hít thở từ từ, chưa. Hít thở. Hít thở đi, hít thở. 3, 2, 1, go. Rồi, đẩy chân lên cao, khóa lại, đẩy thẳng buông góc cái chân lên. Đẩy thẳng buông góc cái chân lên. Em đẩy bằng cái gót chân đó, đi lên. Đẩy gót chân đẩy lên, đó, khi lên cao mông khóa lại, đẩy gót chân đi lên, mông cao khóa lại, đẩy gót chân đi lên, mông cao khóa lại, nha. Tiếp tục, còn 10 giây, lần thở tiếp. Đẩy cao khóa lại, còn 10 giây, đẩy cao khóa lại, 2, 1, ngưng, hít thở, rồi, vô chuẩn bị, lên,
đá thẳng chân luôn, phiền em sẽ vào cái tư thế lên như thế này, đá chân một hai chậm chậm thôi, chuẩn bị 3 2 1 1 rồi chậm chậm thôi, hạ mông thấp xuống, tròn bụng năm một chân một chút xuống, lên xuống, lên thấp mông xuống em, thấp mông xuống. Cái này bài tập này vừa tập bụng vừa vô mông nha, các bạn sẽ cố gắng điều khiển và tập trung nó vô. Thẳng chân lên một chút, thẳng chân lên một chút, vô người về trước chút em, vô người về trước chút. Rồi tập trung giữ cơ thể thành một đường thẳng nha, hít thở đều, cố gắng lên, thở hơi dốc rồi cố gắng điều hòa nhịp thở lại, tiếp 5 giây nữa, 3 2 1 rồi. Rồi chuẩn bị động tác tiếp theo, nâng mông một chân trái, nâng mông một chân, bây giờ hãy là nâng mông đá chân vuông góc rồi đúng không, rồi bây giờ vô nâng mông đá thẳng chân như thế này, ok, và chuẩn bị vào bên nào trước cũng được, bên trái bên phải trước cũng được, rồi duỗi một chân ra, duỗi một chân ra không cần cao đâu đó, để chân thấp thì thôi nhưng mà nâng lên cao, nâng lên cao vì cái gót chân cái này mạnh vô, cái lực gót chân và cái lực bàn tay á vì kết hợp với vai một chút, nâng mông thẳng chân, đúng rồi, tiếp tục nâng lên như vậy, tốt tốt, tiếp tục tiếp tục, còn 15 giây, đáng lên, còn 10 giây, 5 4 3 à, ngâm ngâm rồi, chuẩn bị bên còn lại nha, thở đi bên còn lại, bên còn lại, bên còn lại, vào gồng cái gót chân bên này với cái tay với lại cái khuỷu tay cái vai quay mắt trụ vô nó một chút, đúng rồi, phải nói là gồng à, đừng có đẩy nhanh quá, cứ bình tĩnh, hít sâu gồng và đẩy từ từ lên đó, đúng rồi gồng gồng nó lên gì đó, gồng và tạo cái độ rung và cái độ nén ép cơ đó, cái vô mông cực kỳ luôn nè, các bạn nhìn nè cái phần cơ mông nè bắt đầu lên là rung nè, đẩy 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 nữa, đẩy nữa đó, vậy nó mới vô mông được, rất hiệu quả. Tiếp tục đúng rồi đó, tập và kiểm soát như thế rất là tốt, gồng đẩy nâng cao lên, khóa siết 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 lại rồi đủ rồi, thở thở đi, tiếp tục chống tay kéo gối tập bụng, chống tay kéo gối tập bụng, hợp lên nhảy khép mở chân, lên 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 xuống, chuẩn bị nhảy khép mở chân, 2 1 vô nhảy khép mở chân, rồi hạ thấp mông xuống, hạ thấp mông xuống, cái này xen kẽ chúng ta tập bụng một chút nha, hạ thấp mông xuống nhảy, đúng rồi, thấp mông xuống nhảy, hít thở hít thở hít thở, nãy giờ là chúng ta tập được là 14 phút rồi, các bạn phải cố gắng lên tập đến 16 phút được, nên khi nhịp thở của các bạn sẽ dễ bị lòn lắm á, các bạn phải cố gắng hít thở đều vô nha. Ráng lên, ráng lên, ráng lên em, ráng lên, ráng lên. Hạ thấp mông xuống, ráng lên, 8 giây nữa, nào. 2, 1, ngưng, rồi, hít thở, dốc. Rồi, tiếp theo là em lên vậy luôn, và em đá mông chân vuông góc lên, nha, đẩy chân vuông góc lên, tập mông. 3, bên nào trước cũng được, mỗi bên 45 giây lận, 1, dốc. Lên tay xuống, đá, đẩy bằng gót chân đi lên, cảm nhận nó, đẩy từ cái một thôi, không cần nhanh, chậm thôi, bắt đầu chậm, kiểm cảm nhận cho em nhìn luôn á, nhìn cái gót chân, em hãy cảm nhận giống như ở đây nó có một cái mặt phẳng, và em sẽ đẩy nó lên, và không để bị nghiêng hay bị lớp, tập trung cảm nhận, dù cái cơ mông nó điều trị gì, phát triển cái dây thần kinh cơ mông thì nó mới tăng cái phần cơ mông, nó trị không mông nó dễ được đó, để lên tiếp tục méo rồi, méo góc rồi, dành nó đúng góc đó, tập trung
kiểm soát bình tĩnh. Rồi, rồi, thở, hít thở mấy giây đi, đổi bên. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. 3, 2, 1, rồi vô, bên còn lại. Đẩy cái phần mông lên. Nhìn đó, đẩy cái bàn chân song song sẽ nhẹ. Đó, chậm thôi, điều khiển nó đi. Chậm thôi, giữ cho bàn chân nó cân bằng. Đẩy, bình tĩnh, giữ cho bàn chân nó cân bằng. Đẩy. Rồi, cố gắng lên, đó, giữ cho bàn chân nó cân bằng, gồng và đẩy. Tiếp tục 20 giây nữa, hít thở đều, đẩy trong 20 giây. Nghỉ một chân. Tiếp. Bình tĩnh, đẩy nè, bạn đẩy nha. Cố gắng lên. Gom, rồi, bài cuối cùng, cầm cái bánh tạ, màu xanh 5kg, đặt trên người, 5 mông bằng bánh tạ, đây, đặt trên người, 5 mông bằng bánh tạ, ok, miếng màu xanh 5kg, 3, 2, 1, vô, xanh dương, vô, đặt trên người, 5 mông bánh tạ, nhanh lên, vào, đúng rồi, 5 mông bằng bánh tạ, 5 xít lên, khóa lại, bài này bài cuối rồi. Ráng tập luôn 45 giây nha, cố gắng lên. Em xuống, không để mông chạm xuống sàn. Đẩy lên, khóa siết lại, giữ nó ở trên cao một chút, tạo thành cái đường thẳng nha. Khi xuống, khép cái đầu gối lại một chút. Nâng lên, mở hết cỡ đầu gối ra và gồng giữ đó. Cái lúc mà các bạn mở hết cái đầu gối ra, các bạn gồng, các bạn giữ gì nè, đó, cái cơ mông của các bạn vào rất nhiều. Nên các bạn phải cố gắng vượt qua cái ngưỡng ở vị trí này nha. Đúng rồi, tiếp tục xuống, hít vào. Lên, gồng xiết, thở ra. Xuống, hít vào. Lên, gồng xiết, thở ra. Đúng rồi, chính xác. Rồi, xong, các bạn đã tập được 16 phút rồi đó. Cái cường độ rất là lớn, ngồi nằm giãn cơ, hít thở đi. Nên nếu mà các bạn không theo kịp cái cường độ này, hay là các bạn mới chỉ tập được 5 đến 10 phút, các bạn rớt mà không theo được hết, thì nghĩa là cái sức của các bạn chưa đủ qua. Bạn cần một cái bài tập phù hợp hơn đối với sức của các bạn nha. Rồi, nhớ vậy, bạn cứ đi mất thang bay, đăng ký phòng online của Ra Lòng Fitness. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Ra Lòng Fitness.